lợi dụng sự kiện gạc ma, tuyên truyền xuyên tạc bằng tin giả, tin bịa. Cứ đến dịp 14 tháng 3 là những kẻ tự nhận đấu tranh dân chủ, yêu nước lại nhai đi nhai lại luận điều chỉ trách nhà nước Việt Nam luôn giữ thái độ im lặng để Trung Quốc gặm dần chủ quyền Việt Nam. Thà mất chủ quyền chứ không bao giờ để mất đảng. Bề ngoài thì hô hào những cái chết của 64 cán bộ, chiến sĩ gạc ma là anh dũng hy sinh, nhưng thực chất những sinh mạng đó cùng với chủ quyền, biển đảo là những món hàng rẻ rúng để đảng đổi lấy tình hữu nghị có giá trị to lớn hơn nhằm giữ đảng. Gạc ma là vết nhơ ô nhục của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam phản dân tộc, bán nước và diệt hại chiến sĩ quân đội nhân dân mỗi năm cách thức đưa tin, dẫn dắt, màu đầu có khác nhau mà thôi. Chẳng hạn năm nay, họ lại tung thông tin bịa đặt rằng Việt Nam có huân chương chống Pháp, huân chương chống Mỹ, nhưng không có huân chương chống Tàu, hay Việt Nam vẫn chưa dám gọi đích danh quân địch diệt 64 binh lính người Việt trong thực tế. Các chiến sĩ từng cống hiến trong chiến tranh biên giới phía Bắc và trận gạc ma đã được tri ân cả ngay sau trận chiến lẫn trong thời điểm hiện tại. Về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, một bài viết năm 2017 trên báo Kiến Thức có đoạn: sau khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân xâm lược Trung Quốc tạm yên, ngày 20 tháng 12 năm 1979, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lệnh số 187LCT tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 100 đơn vị và 48 cán bộ, chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ, đã lập được nhiều thành tích trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong công cuộc chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống bọn xâm lược mới ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc nước ta. Đáng chú ý, trong lệnh số 187LCT, có 28 tập thể và 29 cá nhân có thành tích chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc được phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong số 29 cá nhân ấy thì có nhiều đồng chí là liệt sĩ. Về trận gạc ma, với chiến công oanh liệt, tàu HQ-505 được chính tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các chiến sĩ Vũ Phi Trường, Trần Đức Thông, Vũ Huy Lệ, Nguyễn Văn Lanh, Trần Văn Phương được truy tặng và phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương quân công, huân chương chiến công các loại. Ngoài ra, hướng dẫn số 124/DCT ngày 22 tháng 1 năm 2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có quy định về chế độ khen thưởng ở tuyến một biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Thêm nữa, từ nhiều năm nay, cả báo chí nhà nước lẫn website của các cấp chính quyền đã không che giấu danh tính của quân xâm lược trong trận gạc ma, đồng thời thường xuyên cập nhật những động thái mới của Trung Quốc tại hòn đảo, cũng không có chuyện trận gạc ma bị lịch sử lãng quên. Diễn biến của trận đánh đã được ghi lại rất chi tiết trong cuốn lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam, do Bộ Tư lệnh Hải quân biên soạn năm 2005 và bổ sung năm 2015. Trong những năm gần đây, trận hải chiến đã được tưởng niệm trong những buổi lễ có hàng nghìn người tham dự. Như vậy, quy mô của hoạt động đưa tin và tưởng niệm trận gạc ma trong những năm gần đây không hề dừng ở mức cầm chừng như thông tin bịa đặt trên như vậy. Các chiến sĩ từng cống hiến trong chiến tranh biên giới phía Bắc và trận gạc ma không hề bị bỏ rơi như Việt Tân và giới chống cộng tuyên truyền. Dường như những kẻ đổi lột đấu tranh dân chủ đang thể hiện rằng họ chỉ là một nhóm người vô trách nhiệm, ngồi chịu đựng ở nước ngoài mà không quan tâm đến tình hình thật ở trong nước hay suy nghĩ tình cảm thật của những người lính. Qua vụ việc này, có thể thấy giới chống cộng đang ngày càng xa rời đời sống thực tế của xã hội Việt Nam để thu về co cùng trong những ảo tưởng hằng học của mình. Các trang mạng của họ không phải là môi trường thông tin phù hợp cho những người muốn tìm hiểu về tình hình đất nước.